Kính chào quý khán thính giả chương trình Việt Face của chúng ta. Hôm nay Đỗ Vân có mời được một quý quan khách, một bậc tiền bối rất là cao niên. Năm nay cụ đã ngoài 96, 97 tuổi rồi. Và ông cũng là tác giả của tác phẩm Dòng Sinh Mệnh Việt, một cuốn sách 841 trang với trên 90 bài viết rất là giá trị, đã xuất bản và ra mắt năm 2017. Và Đỗ Vinh đã phải săn đón mãi 2 năm ròng rã mới mời được cụ Vũ Hoàng lên với chương trình của Châu Đỗ Vinh, Việt Face của chúng ta. Rất hân hạnh giới thiệu với quý quan khách cụ Vũ Hoàng. Xin kính chào cụ. Xin chào ông Đỗ Vinh. Kính chào toàn thể quý khán thính giả của đài. Vâng, thưa quý vị, trước khi chúng tôi đi vào đề tài của cuốn sách cũng như phỏng vấn cụ Vũ Hoàng, chúng tôi xin đọc một ít tiểu sử của cụ Vũ Hoàng. Đã sinh năm 1923 tại Camp Mary, núi đèo, quận Thủy Nguyên, tỉnh Quảng Yên, nay thuộc Kiến An, trú quán Trung Lao, Trực Ninh, Nam Định, lưu quán Hà Nội, Hà Đông, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Cao Bằng, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng và sau cùng là Sài Gòn. Năm 1975, cụ di tản tại trại bang căn cứ Vũng Lai của Hải quân Hoàng gia England, Hồng Kông. Cụ sang Hoa Kỳ định cư tại Columbia, tiểu bang Pennsylvania, Washington DC một thời gian ngắn trước khi chuyển về California. Cụ Vũ Hoàng nguyên là cựu hội trưởng Hội phụ huynh học sinh và giáo chức trường trung học công lập Trần Lục, Nguyễn Du, nguyên cựu trưởng ban tổ chức Hội bảo vệ nhân quyền và dân quyền Việt Nam năm 1968 đến 1975. Cụ Vũ Hoàng nguyên là cựu tổng thư ký sáng lập Ủy ban vận động dựng đền thờ Quốc Tổ năm 1970 đến 1975. Cụ là đồng sáng lập Tuần báo Sáng, xuất bản từ năm 1987 đến 1989. Đồng sáng lập Câu lạc bộ Dân quyền năm 1989 đến 2000, đồng sáng lập Việt Nam Nhân chủ 1989 đến 2003, đồng sáng lập Tin Việt, xuất bản năm 1992 đến 93, chủ tịch lâm thời Cộng đồng Việt Nam Nam Cali năm 1992 đến 1994, chủ tịch Ủy ban đặc trách tranh đấu cứu người vượt biển năm 96 đến 98. Và cụ đã thực hiện chương trình Dòng Sinh Mệnh Việt trên hệ thống đài phát thanh Sống Trên Đất Mỹ từ năm 2003 đến 2007. Các tác phẩm gồm tập thơ Tha Hương Vọng Quốc Hồn. Tha Hương Vọng Quốc Hồn và tập sử Dòng Sinh Mệnh Việt và Ngọn Đúc Viêm Việt sắp phát hành. Tuy nhiên, cụ còn đang phải vận động một số vấn đề tài chính, và vì sách của cụ là biếu không bán, thành ra là chúng ta thấy rằng cũng rất là vất vả mới có được cái tác phẩm này trong tay chúng ta. Xin cụ cho biết thêm một ít về cái cuốn sách Dòng Sinh Mệnh Việt và sự hưởng ứng của quý đồng hương như thế nào sau khi cụ đã ra mắt cuốn sách này. Cái cuốn sách này đó, thì khi tôi viết ra, sau khi mà tôi dứt cái chỗ chương trình trên dòng sinh mệnh Việt trên đài Sống Trên Đất Mỹ rồi, thì tôi viết ra cái cuốn sách này. Tôi viết ra với ngụ ý nó bao gồm nhiều vấn đề lắm, nhưng mà chúng tôi chỉ tóm tắt lại những ý chính thôi. Thì tôi định ra mắt từ 10 năm trước, nhưng mà sau bị một trận bạo bệnh bất tử, bị trốc, xong rồi bị sinh gỗ, tưởng là chết rồi, không ra được nữa. Thế nhưng mà sau khi mà hồi phục lại được, thì chúng tôi tiếp tục, tôi cố gắng, tôi mỗi một ngày một khá lên, tôi ra mắt được cái cuốn sách này vào ngày 11 tháng 6 2017. Cũng có đông đảo các
quý vị khán thính giả đến tham dự. Vâng, thưa cụ, quý vị thấy rằng cụ Vũ Hoàng năm nay ngoài 97 rồi mà sức khỏe vẫn phục hồi hàng ngày sau một cơn bạo bệnh cách đây 10 năm. Thì cụ mắt không đeo kính, tai không cần máy trợ thính và vẫn minh mẫn và mạch lạc trong mọi chi tiết của đời sống cũng như là về những cái tác phẩm của ông. Thì chúng tôi rất là vinh dự để được phỏng vấn cụ Vũ Hoàng hôm nay vì cơ hội rất là hiếm và thời gian cũng không còn nhiều. Thành ra chúng tôi xin cụ nói về những tập thơ trước đây và xin cho đọc lên một hai bài thơ trong cái tác phẩm Tha Hương Vọng Quốc Hồn. Thưa thì trong cái Tha Hương Vọng Quốc Hồn, cái tập thơ đó là tôi ra thì cách đây cũng đó là tháng 9 năm 70 năm năm tháng 7 năm 96. Thế thì tôi trên mà trong khi đó đó thật ra đó tôi có nhận được một cái tin tin tức từ bên quốc nội gửi ra. Sau đó tôi sẽ mà trong cái nội dung cái tập thơ gửi ra đó thì có nhắn rằng thì là hôm rồi có thầy mới ra bưu điện gửi cho con đôi tất của thầy, còn thuốc đi mới phong, con hỏi xin thầy đại tiền phải đại tiền hưu trí quý sau thầy gửi cái dùng còn đỡ ốm đau, xin con giữ sức khỏe. Con nghĩa là để mà chiến đấu đó. Thế thì tôi phải viết về một bài thơ. Thì khi mà đã gửi ra bằng thơ thì tôi phải trả lời bằng thơ, không thể trả lời bằng thư được. Tôi đọc lên cái bài này. Kính thầy mẹ cùng gia đình quyến thuộc, con nhận thư nhà gần được 2 năm, mãi đa đoan nên chậm hồi âm, xin thầy mẹ thương tình tha thứ. Nhìn tương lai con ôn về quá khứ, vì hậu sinh nên chẳng được gần cha, bậc trưởng huynh đài danh vọng phải buôn ba, con cô quạnh không người dạy dỗ, biết thầy già trong cõi lòng nát đổ, mẹ xanh gầy nguồn an ủi lớn bao la, con xa cha xa mẹ tự nhiên già, nhớ thầy mẹ lệ nhòa đuổi vai nặng. Nhờ khi trước còn bình sinh bác Mạnh, bác Mạnh là cụ Đồng Mạnh là cái cố vấn cùng, cảm thân tình con được nhận chút điều răn, thân cá chim bên trải trải lưới tung quăng, nhờ ân đức ngàn trùng còn thoát hết. Nhớ lại chuyện siêu thần chết, hồn hiện về báo mộng cạnh bên cha, thầy thở dài ôi tháng mày ngày sao cứ mãi dài ra, rồi khuyên nhủ mấy người trong kiếp trước, quãng đường đời con tha hương lỡ bước, gặp vân trường tôn tấm tôn thẫn cảm thông vui, bằng hữu con cùng chia ngọt sẻ bùi, trong lặng vắng con tuân lời chỉ giáo, tim sắt son đúc thành đồ gia bảo, con ưu tư trong năm dấu nặng sắc hỏi ngã huyền. Vì trong cái tập thơ đó con năm câu thơ nói rằng đôi mắt sắc không muốn nhìn dấu sắc, trái tim đen luôn khao khát dấu huyền, óc sinh liều gạch cho hỏi thường xuyên, đời do đó ngổn ngang toàn ngã nặng. Vì thế cho nên là tôi làm câu đó. Ngã huyền vạn thiên thư buổi nguyên niên, tử thân dậu tuất mẹ hiền sinh quy hợi, con cày bừa gieo trồng và mong đợi, cầu một ngày hoa mai trên bình đã nở bên cha, mái tranh siêu con không chút phai nhỏ, tin thượng đế tất trời đấu nỡ phù,
Đức ân cha từ ngàn xưa ấp ủ, đạo mẹ hiền nhắc nhủ lũ con côi, nghĩa cao thâm kỳ diệu khúc đa nồi, vì hiếu thảo nên được người kính mến. Nghĩ canh nhà cùng họ hàng thân quyến, xin gỗ tre có tự ghép thành đàn. Tới đêm trăng dạo khúc nghe thường, hiến thể mẹ dân làng cùng cá hát. Bên đồi nương vui lúa vàng bát ngát, suối reo hò xin điểm trống sang canh. Tôi xin lệnh đọc thơ con thầy giáo ngọn ngày, đây con út Cương Hải tên thằng Vũ, đọc đội ân cha với muôn nhiều nhắc nhủ gió diệu hiển, xin đức độ gia công. Tay run run lệ thấm dòng, giấy trắng tinh con thể hiện màu hồng, kính thể mẹ chúc gia đình vui khỏe, con của thầy út danh môn đệ. Rất là cảm động với một cái bài thơ viết cho bậc thầy mẹ, và mang những cái tâm hồn rất là dân tộc, rất là tình cảm. Chúng tôi xin đọc cái lời phi lộ trong cuốn sách Dòng sinh mệnh Việt của cụ Vũ Hoàng, để quý vị có được một khái niệm về cái tập sách này. Phàm giả những sắc dân hiện hữu trên khắp mặt địa cầu, tách rời được quỹ đạo vượt không gian, hòa nhịp với vũ trụ, cấu tạo nên một hành tinh khác mới, không bị luật sắc sinh lão bệnh tử chi phối. Sự vận hành của vũ trụ qua hàng triệu chu kỳ luôn tái diễn. Chín hành tinh thuộc Thái Dương hệ, trong đó có hành tinh địa cầu, đã được các nhà thiên văn học trên thế giới báo trước thời gian sẽ hình thành một chuỗi dài trong không gian vũ trụ, tạo nên tình trạng u minh minh cho địa cầu. Hiện tượng này đã diễn ra ở đầu thập niên 1980 thuộc thế kỷ 20, suốt 2-3 ngày không có bóng mặt trời. Trước đó, các nhà khoa học đã bàn thảo chế tạo một trái bom khinh khí khổng lồ để đẩy trái đất chệch hướng, tránh tai họa khi va chạm, địa cầu sẽ bị nổ tan. Tuy nhiên, trong khi chín hành tinh xếp thành hàng trong suốt 2-3 ngày đêm đã không xảy ra sự va chạm như dự báo, sau đó đã tách biệt để trở lại trạng thái bình thường theo luật tắc vận hành cố hữu. Do đó, cho dù khoa học của loài người có tiến bộ đến cực độ cũng không uốn nắn được sự vận hành của vũ trụ. Trong chương trình Dòng sinh mệnh Việt của chúng tôi đã đề cập đến những định luật biến động của mỗi tiểu, trung và đại chu kỳ theo lịch trình tiến hóa, thành trụ, hủy diệt, dòng viêm, việt. Đương nhiên không thể trách rời định luật đó, tuy nhiên cái giá phải trả để nhận lãnh sứ mạng tiên phong, phục hưng, phục hoạt lại nền văn minh mới cho loài người phải làm bằng toán nhân so với các dân tộc khác, có muốn tránh cũng không được. Sau mỗi khi đề cập đến những trạng thái trong sinh hoạt dương gian không thể quên, nhắc đến quá trình diễn biến thăng trầm của lịch sử viêm Việt, theo chính sử lập quốc đến nay đã được 4.898 năm, kinh qua bao giai thoại thăng trầm của lịch sử cũng không ngoài vòng định luật của mỗi chu kỳ. Chúng tôi tạm ngưng ở đây trong cái lời phi lộ và để hỏi cụ Vũ Hoàng. Trong Dòng sinh mệnh Việt này, cụ có nhắc tới hai chữ viêm và Việt. Tại sao Việt lại có thêm tên là viêm? Thưa cậu, cụ giải thích giùm. Bây giờ về nói đến trong cái cuốn sách này á, khi vị có đọc kỹ thì thấy cũng thấy rõ là trong cái nội dung đó tôi có viết ông Viêm là tức là thủy tổ của nội Việt, tức là còn trước sau với đẻ ra với đời ông với đẻ ra đời Hồng Vương giữa các là sau này, là từ khi mà hình thành trái đất á, thì các gốc của vị đó tại Hòa Bình, Bắc Việt và Bắc Việt Nam đó, thì xem thiên văn thấy rằng ở phương Bắc có một con ngọn năm ngọn đồi, mà nếu mà dân tộc nào mà chiếm lãnh được cái ngọn đồi đó thì tức là sẽ lãnh đạo được loài người. Lúc bây giờ ông Viêm Bang, ông Viêm với cùng một số người khăn gói đi lên miền Bắc, thì miền đó là miền Pê Quang, Bắc Mê Điện bây giờ.
cái Sáng Thị Văn thấy rằng thì là đúng là con năm ngọn đồi gì đó. Thì khi mà dân tộc cái sắc tộc nào mà chiếm được cái ngọn núi đầu tiên, tức là sẽ khai phóng cho loài người được. Lúc bây giờ ông Viêm cùng một số người nữa phải tới để chiếm được cái cung cái ngọn núi đó, nghĩa là có năm ngọn núi ngọn đồi trọc á, đặt tên là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Thế Việt Nam á, Việt bây giờ đã chiếm được cái ngọn núi đó, ngọn đồi đó, nên là ngọn đồi hỏa, tức là ông Viêm là cũng là cũng có cái cung hỏa trong đó. Thế thì nhìn ra bây giờ chiếm được cung hỏa đó, tức là khai sáng cho loài người được. Lúc bây giờ còn man rợ lắm, chưa biết gì hết cả, ăn lông ở lỗ không. Lúc bây giờ chiếm được cái ngọn đồi đó rồi, trong số khai phóng cho loài người đó, thì tập trung lại một số người các bang chung quanh, như là bang Tần, bang Tấn, bang Sở, bang Hán. Thế thì huấn luyện cho xong rồi thì là đến một thời gian sau thấy cái việc đó trưởng thành quá, thì có ông có cái hai người là băng toại, tức là ông Hữu Sào và ông Toại Nhân ở bên Toại Bang á, thì sang giúp đỡ. Một người thì bày ra cái kế là làm nhà cho dân ở tự trung, bây giờ còn cái di tích đó là nhà sàn, trước là ở trong lỗ, ở trong hang. Thế thì ông Viêm, ông Toại Nhân á, thì ông ấy là giúp cho dân, ông giúp cho cái kế là nấu chín thức ăn. Trước đây là ăn sống, ăn chín, không có cả nấu nướng gì hết cả. Thì sau khi đó thì từ khi bắt đầu đó cái á, thì mấy cái bang tập trung lại dạy cho huấn luyện thành cái chữ nghĩa. Thì chữ lúc bây giờ đó còn là đặt cái nền tảng lên là lấy cây rồi thì gạch ra rồi viết, lấy than lấy dứt đã viết ra thành chữ rồi dạy cho dân. Thì sau khi đó một thời gian thì lấy cái lá cây ngâm ra thành cái mực, rồi thì viết thành gỗ để lưu trữ. Thì khi mà thấy ông Viêm cũng làm như vậy rồi, thì với ông đồng thời ông mới là dạy dân cách trồng trọt hoa màu, tức là gọi là năm tư ngũ cốc đó, bây giờ cho đến ngày nay. Thì sau khi đó thì người ta mới đề nghị ông là ông Thần Nông, gọi là ông Thần Nông. Thì tất cả mọi người ông Thần Nông, là Thần Nông là có chữ Thần Nông là xuất gia từ xuất xứ từ đó, từ thời ông Viêm. Xong rồi đó, chẳng hạn như là dưới Hán nguyên văn thế này. Viêm đế Thần Nông giáo dân gia thú, cắn sát gia cầm,
viên cấp tòa nhân giao dân họ thực đế phục huy thị thừa văn y hưng đế thuấn kế trị thị vi ngũ đế phong hộ nhất giáng tam vương kế hưng trị thi cứu dân thị vi thương thang thị vi hạ vũ điếu dân vào tội. Tức là ông Viêm Bang, ông Viêm đầu tiên đó, ông dạy cho dân là hú sào và ông tòa nhân đó, ông ấy giúp cho ông cái kế cho ông là dạy dân nấu ăn và làm nhà ở. Thế thì sau khi đó rồi á thì ông dạy cho dân là cái năm cái thứ ngũ cốc là lúa ngô rồi thì trồng cái thứ lúa ngô khoai rồi đậu về trái cây để mà dự trữ để lỡ ra khi mà có thiên tai thì còn có thức ăn để mà sinh sống. Thế nên bây giờ có cái câu rằng thì là Viêm Đế Thần Nông Giáo câu lần lên là Thần Nông Giáo Dân Nghệ Ưu Cốc. Nghệ Ưu Cốc tức là năm cái gây từ bữa nói đó. Thế thì còn là Thần Nông còn dạy cho là rèn luyện binh khí bằng sắt để mà tự vệ. Rồi thì dạy cho dân là cách dựng vợ gả chồng, lấy vợ lấy chồng. Đến bây giờ đó ở ngoài Bắc còn giữ nguyên văn, tức là cái chữ giá thú, ở trong Nam đổi là hôn thú. Tức là Thần Nông Giáo Dân Viêm Đế Thần Nông Giáo Dân Giá Thú, Giáo Dân Giá Thú Căng Sách Ra Cầm. Tức là lúc bây giờ mới dạy dân lấy vợ lấy chồng rồi dùng binh khí bằng sắt để mà tự vệ. Đây là tóm tắt lại là cái đời cái lúc bây giờ. Xong rồi đến một thời gian sau thì khi mà cái thế lực nó bành trướng ra đến cả đến bây giờ chưa có nước Tàu, cái bằng Hán có một chút xíu thôi, thì lúc bây giờ dạy từ cho đến sông Dương Tử, sông Hằng Ấn Độ đó, cho đến Dương Tử dưới này á, Hồng Hà, Hoàng Hà cho cái khác á, thì tất cả các người về ông ấy dạy hết. Lúc bây giờ là dạy cho dân được từ bây giờ mở mang mở gọi từ bây giờ. Thì cái công lao của ông nhiều quá, thế thành từ ra họ mới đệ lên là Viêm Đế, không là gọi Thần Nông nữa, Viêm Đế Thần Nông. Tức là ông toàn làm ruộng nhưng bây giờ thành ông vua lớn ở trong vùng qua càng tất cả. Thì tức là nói tóm lại là trong cái công lao của ông á thì nó dài ra khắp cả cái nước Tàu bây giờ, hiện bây giờ. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi đang trao đổi kiến thức về huyền sử cũng như lịch sử nguồn gốc của những người Á Châu cũng như chúng ta những người Việt. Và trong cuốn sách Dòng Sinh Mệnh Việt của Vũ Hoàng cũng đã ghi rõ thêm một số những chi tiết, và chúng tôi xin đọc một phần nữa. Lịch sử bị xuyên tạc và bôi bác cả trăm lần, ngụy sử luôn được cấu tạo, nền tảng văn hóa luân thường đạo lý bị hủy diệt, nhường chỗ cho những quái thai của thời đại. Sĩ phu đâu còn chỗ để viết với lách. Tuy nhiên đối với hiện tình, cho dù Cộng sản đã và đang ra sức tàn bạo cách nào đi nữa cũng không tiêu diệt được những tư tưởng đề kháng chân chính của sĩ phu hào kiệt. Nay với trên 3 triệu con dân nước Võ, Nội, Viêm, Việt hiện sống lưu vong trên khắp phần đất thế giới tự do, người cầm bút đã viết mà không phải lách đã và đang là những đội quân tiên phong hiệp lực với hàng sĩ phu trong nước mở đường cho công cuộc giải cứu nước Nội. Riêng với chúng tôi, không phải là nhà văn chuyên nghiệp, cũng không thuộc hệ phái sử gia nào, mà chỉ với tất lòng khiêm tốn đem những kiến thức học biết thấy đã và đang phải làm trong suốt tiến trình 3/4 thế kỷ, với hy vọng góp một hạt sỏi nhỏ dưới chân dải núi
Ngũ Lĩnh Thái Sơn, tiếp sức thế hệ mai hậu cho công cuộc tìm kiếm thêm về những diễn biến lịch sử Viêm Việt, song luôn phải gánh chịu sự bóc lột của hai thế lực Pháp Nhật đưa tới trên 2 triệu dân lành chết đói thảm họa vừa dứt lại, phải đương đầu với chiến tranh triền miên tàn phá những di sản còn sót lại. Người dân Việt luôn sống cảnh thiếu cơm không áo, nói chi đến giấy bút học hành. Do đó những nội dung, những bài thơ, ca, ca dao, phong dao, đồng dao, ca trù, hát đúng, vịnh, hò, về, hát, mửu được trích dẫn không ngoài mục đích làm sáng tỏ chính nghĩa dân tộc hơn nữa với thời gian diễn ra trên 3/4 thế kỷ, sức ghi nhớ có giới hạn. Kính mong quý thức giả, thính giả và độc giả thông cảm cẩn đề của Vũ Hoàng. Đây là cuốn sách Dòng Sinh Mệnh Việt mà Đỗ Vinh xin giới thiệu với các quý thính giả. Có thể gọi về cho Châu Đỗ Vinh 714-548-8289, 548-8289. Và hôm nay rất vui để trao đổi với cụ Vũ Hoàng một số những chi tiết trong cuốn sách này. Nhưng mà trước khi chúng ta đi vào phần nội dung nữa thì Đỗ Vinh cũng từng giao du với cụ Hoàng Hoáng, cũng là một người bạn của cụ Vũ Hoàng, và nay thì cụ Hoàng Hoáng đã ra đi cách đây mấy năm rồi. Thì có những bậc tiền bối như cụ rất là quý hiếm, thì cụ có thể chia sẻ một ít kinh nghiệm với cụ Hoàng Hoáng không ạ? Thưa thì chúng tôi có liên lạc biết cụ Hoàng Hoáng từ khi năm 1011 gì đó, từ cái lúc mà lên trên New York thực hiện cái chương trình văn hóa của Việt Nam phía đó thì gặp cụ Hoàng Hoáng. Thì cụ có nói với tôi chuyện trò xong đâu đấy rồi cụ vui hoài lắm, cụ mời về nhà. Thì tôi lại nhà cụ ở đường gì tôi quên mất rồi, nhưng mà ở Garden Grove đó. Thế để về đấy thì xong người cụ dẫn cho tôi coi tất cả những cái đồ đạc, rồi thì kỷ vật cụ cái tự tay cụ sáng tạo ra hết. Chẳng hạn như là những cái sắc phục mà trong các triều đình như thế nào, rồi tế lễ như thế nào, rồi chống đồng như tại đâu chống đồng, rồi cụ có để lại ở trong đó. Cụ tự tẩy ra, đã tạo ra 2 khẩu súng Đại Bác đúc bằng đồng đàng hoàng, rồi cụ bánh xe để đó để như thật á. Đây cụ để là cụ mong rằng có một ngày nào đó một người nào có cái tập cụ ấy sẽ truyền lại cho, để mà có cơ hội lập như là cái viện bảo tàng ở quốc ngoại. Chứ còn nếu mà bây giờ cụ không tái tạo lại thì sau này lấy gì để mà gìn giữ, không trông mong gì những người ở nơi quốc nội, vì họ chỉ biết phá hoại thôi chứ không biết xây dựng là cái gì hết. Thì thành thử ra tôi tiếp xúc với cụ Hoàng Hoáng, nhưng mà rất tiếc rằng thì một thời gian mấy năm sau thì cụ sẽ ra đi. Mà cụ lúc bây giờ ra đi là cụ đi 86 tuổi, mà cụ rất mạnh như một người thanh niên vậy. Tôi là kỷ niệm với cụ Hoàng Hoáng. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi có vài kỷ niệm với cụ Hoàng Hoáng, và cũng nhắc lại là cụ là một nhà văn hóa, cũng như là cụ Vũ Hoàng ở đây là cây cố thủ trong cộng đồng chúng ta cũng không còn nhiều. Và chúng tôi rất là hân hạnh được trao đổi một số kiến thức với cụ Vũ Hoàng hôm nay. Trong cái sách Dòng Sinh Mệnh thì chúng tôi thấy có một số những bài viết ở đây. Xin đọc lên cái đề cho quý vị: Nguồn gốc và nền tảng văn hóa Viêm Việt, là một trong những bài. Và đây nữa, Loài Người Sẽ Đi Về Đâu đó. Rồi bài số 46, Nội Các Chiến Tranh, Ra Mắt Quốc Dân
và đó là nhiều đề tài đi qua nhiều nhiều thời gian, nhiều giai đoạn. Bài 62 Con tàu định mệnh, bài 72 Tôn Trung Sơn bị chính khách Nhật cho là mất gốc. Đó là những cái đề tài mà ông đã chứng nghiệm và sống qua những thời đại khác nhau, và ông ghi lại qua nhiều bài trong chương trình Dòng Sinh Mệnh Việt. Bài 83 Văn hóa Âu Châu tiếm đoạt văn hóa Viêm Việt, thì quý vị thấy đây là rất là chi tiết những cái bài viết và rất là giá trị. Và chúng tôi cũng không còn nhiều thời gian, nhưng mà hy vọng sẽ mời được cụ Vũ Hoàng lên một chương trình khác để chúng ta còn đi sâu vào một số đề tài. Nhưng mà trong lúc này thì xin cụ cho một hai bài thơ nữa mà cụ yêu thích nhất và có thể chia sẻ với khán thính giả hôm nay. Thì đến đây tôi vừa rồi mới đọc một cái bài thơ mà tôi gửi về cho ông sếp của tôi. Bây giờ tôi xin đọc cái bài thơ của ông mà gửi ra. Thì ông biết rằng cái tài liệu này gửi ra ngoài đó thì nó xuyên tạc kinh khủng, không thể nào tránh được. Ông viết chắc chắn như vậy, nhưng mà ông vào trước đó sau ông đã viết hết cả trong tập thơ đó. Thì ông nói rằng như cái bài mà thơ của tôi đó, tôi xin đọc mà ông bảo: thơ của tôi không có gì là đẹp như cướp vồ cùng kẹp mẫu hô lao. Thơ của tôi không có gì cao như chết chắc mồ hôi và băng súng. Thơ của tôi là những gì kinh khủng như đảng đoàn, như lãnh tụ, như trung ương. Thơ của tôi kém phần tưởng tượng, nó thật như tù, như đói, như đau thương. Thơ của tôi chỉ để đám dân thường nhìn thấu suốt tim đen phường quỷ đỏ. Đó. Đây là thơ của ông. Nó nói như vậy, tức là đâu phải là tù. Người ta ra, người ta lấy tên nọ tên kia, nhưng mà đã làm một thơ, tập thơ như vậy mà không để tên. Tôi nhớ là hồi xưa chúng tôi còn biết, còn sống với ông, thì ông nói rằng tác giả vô danh là gốc đạo. Thế thì đấy, đấy, nhận đấy cái bài thơ này nghĩa là không có tên tuổi gì cả. Chúng tôi phải kiếm ra nguồn gốc. Thế mà ông nói rằng thì là cuộc chiến đấu này chưa phân thắng phụ, ta vẫn còn đấy và sắt thép còn kia. Chết chóc thầm cấm cốt nhục chia lìa, ta vẫn sống và không hề lẫn lũ. Ta muốn nói loài dã thú khúc hát khải hoàn, ta sẽ hát tiến tu. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi đang thưởng thức một số bài thơ cụ Vũ Hoàng chia sẻ với chúng ta. Cụ hiện nay là cố vấn cho tổ chức gọi là Việt Nam Dân Tộc Tự Quyết, và chúng tôi cũng có gặp được nhiều anh em trong tổ chức đó, và cũng sẽ có dịp mời quý quan khách đó lên để chia sẻ những quan điểm và lập trường cũng như những sinh hoạt của tổ chức ngay tại Little Sài Gòn, quận Cam của chúng ta. Trong cuốn sách này thì các ghi lại rất là nhiều bài thơ, và chúng tôi cũng thấy đọc tiêu biểu một vài bài. Có bài nào mà cụ thích hơn những bài khác không ạ? Có chứ. Có nha, nhiều bài. Tôi nói là như là cái từ cái ghi trong đó, cái thời gian mà giữa ở đây á, đầu tiên là cái chùa Trúc Lâm Yên Tử. Vâng. Lúc bây giờ còn nhỏ, vẫn nhỏ, vẫn nghèo như vậy. Thế thì con dẫn đi xem địa điểm rồi về với mua cái chỗ đó, cái chỗ cái trong cái xăng, bây giờ nó phát cái xăng đi rồi. Thì chỗ đường 17 á, thì bây giờ là chùa Trúc Lâm Yên Tử đó. Lúc bây giờ anh em đã anh em sĩ quan dù đó với lại yêu cầu tôi và bác viết trong bài. Tôi bảo tôi thì có phải văn chương gì mà thơ văn gì mà viết bài được bây giờ. Thì các ông trong ngành đó, ông tướng ông ta nhiều quá, các ông ấy viết hay lắm chứ. Nhưng mà không, thì xin bác viết trong bài mà. Thế thì lúc bây giờ tôi bảo thì tôi viết.
Tôi viết thì tôi hẹn tôi bảo thì viết cho hôm đó anh nói là thứ sáu, anh bảo thì thứ bảy lại lấy bác được không, mà thứ sáu thứ bảy là một ngày giờ làm sao viết được. Thứ chủ nhật đi, chủ nhật lại thì tôi nhân cái dịp đó là anh em bắt đầu để ra mắt cái tác phẩm gọi là cái gì đó, Gia Đình Phật Tử gì đó ở đó đó. Thì tôi có viết bài rằng tiết tháng 7, tiết tháng 7 vong nhân mừng xá tội, kẻ tục phàm lo sám hối ăn ăn, từ Diêm Cung tới cõi Dương Trần đều tấp ngập ân cần lời thăm viếng. Người có vãng nhưng hồn còn lưu luyến, muốn đầu thai kể hết chuyện hoang sơ, kiếp trường gian ngắn cảnh sống lọc lừa, sinh ảo tưởng viếng Diêm Đường âm phủ. Xét chi ký trần nấm đều đau khổ, định vấn trời như ngại nỗi đường xa. Rồi đêm đêm ra ngắm ngân hà, nhìn thoáng hiện một vài vì sao rụng. Phải chăng đây trời cũng không dung túng, tội lọc lửa bức lìa trốn cao xanh. Ra vào nghe muôn thú vẫn đồng thanh, cất nhịp khúc những bài cả lạc điệu. Bừng tỉnh giấc, tôi nghe lời hiệu triệu, từ hoàng thiên vầng chiếu với trời nam. Phán những ai nguồn gốc họ Hồng Bàng, hãy sáng suốt tìm đường ta sẽ giúp. Bán cho ngươi mỗi người một phương thuốc, trừ rắn hồng tuyệt nọc lũ vong nô. Việt Kinh Dương kiến lập lại cơ đồ, xuân và thắng của muôn nhân trăm họ. Đường tiên thiên trùng trùng nhưng không khó, miễn sao hồn tại đức và trùng tu. Giấc đẹp tan nhìn cả đám sương mù, thấy ló dạng hò quáng sáng chói. Nhưng trong tôi tâm hồn luôn nhức nhối, mong cầu xin bình minh sớm lên cao, tiết thao dân hòa nhịp với mô đào, tố sanh sử trần ấm đều tàn hận. Vâng, xin cảm ơn cụ đã thuật lại bài thơ rất là quý giá. Chúng tôi đã mời được cụ Vũ Hoàng hôm nay nói về cuốn sách của ông Dòng Sinh Mệnh Việt và chia sẻ một số những huyền sử và lịch sử của dân tộc và đất nước chúng ta. Đó là một cái điều rất là cần thiết, đặc biệt cho những người trẻ như chúng tôi cần phải thụ lĩnh, học hỏi và tiếp nhận những kiến thức của các vị tiền bối trước khi họ bỏ chúng ta ra đi. Điều là chúng ta cần phải biết những cái nguồn gốc dân tộc, những cái văn hóa để chúng ta trở về với dân tộc, trở về với chính chúng ta, và phải biết và gìn giữ cái bản sắc Việt là thế nào. Nếu chúng ta đánh mất, chúng ta không biết mình là ai, thì không thể nào chúng ta có thể phát triển hay duy trì trên thế gian này. Cho nên chúng ta phải có những người truyền đạt lại dòng sinh mệnh Việt, và trong cái tinh thần dân tộc tự quyết. Chúng tôi rất là cảm ơn cụ Vũ Hoàng đã lên chương trình hôm nay. Hy vọng sẽ mời lại cụ những dịp khác. Và đặc biệt còn đôi ba phút còn lại, xin cụ nhắn nhủ với các bậc như chúng em là những người con cháu của cụ, những lời nhắn nhủ chúng tôi phải sống phải như thế nào trong cái cộng đồng này, trong cái xã hội, để chúng ta là những người ở hải ngoại còn giúp được cho đất nước nữa. Thưa ông Đô Vinh, thì chúng tôi cũng không dám mà mạo muộn để làm gì cả to lớn. Chúng tôi chỉ với cái tinh thần khiêm tốn, biết được, học được, hiểu được đến đâu thì đưa ra trình bày tới đó với quý vị đồng hương, tất cả mọi người. Và chúng tôi mong mỏi rằng thì là chẳng những lớp người đi trước, lớp người đi sau và lớp người đi sau nữa, mãi mãi sau này còn có những người mới sinh ra mà có thể nói là thần đồng của Việt Nam đấy. Chúng tôi tin tưởng vào những cái lớp người đó sẽ luôn luôn nối tiếp nhau để kiến thiết lại đất nước. Vâng, cảm ơn cụ Vũ Hoàng, một bậc tiền bối đã chia sẻ nhắn nhủ với chúng ta những điều chúng ta cần phải khắc ghi trong lòng, và luôn luôn có niềm hy vọng ở cái sự phục sinh, phục hồi của dân tộc, không bao giờ bi quan, cũng không bao giờ đánh mất chính mình
Một lần nữa xin cảm ơn cụ Vũ Hoàng và mong chúc cụ rất nhiều sức khỏe và sự kính yêu của con cháu, gửi hết tấm lòng với cụ và mong mời cụ lại trong những chương trình khác. Chúng tôi cũng thành thật cảm ơn và kính chào tất cả quý vị đồng hương. Nếu mà ai có cần đến cái cuốn sách này thì chạy liên lạc với lại văn phòng của Dân Tộc Tự Quyết. Cái số phone rồi tôi sẽ... Dạ vâng, chúng tôi sẽ chạy số phone trên màn hình để quý vị liên lạc về. Và một lần nữa là sách biếu không bán. Nếu quý vị ủng hộ thì cũng là một cái di sản chung cho mọi người chúng ta. Một lần nữa xin cảm ơn cụ Vũ Hoàng và chúc cụ sức khỏe nhiều. Anh được cảm ơn. Xin kính chào quý vị.